Ngày 16 tháng 12, Liên minh châu Âu-EU đe dọa trừng phạt tỷ phú công nghệ Elon Musk sau khi Twitter tạm đóng tài khoản một số nhà báo đưa tin về ông chủ mới của mạng xã hội và công ty truyền thông của Twitter. Cuối ngày 15 tháng 12, Twitter đột ngột đình chỉ một số nhà báo nổi tiếng đưa tin về ông Musk, bao gồm một phóng viên của đài CNN và một phóng viên của báo New York Times. Ông Musk cho rằng những nhà báo này đã vi phạm chính sách của Twitter về doxing, tức tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân. Theo đài CNBC, tài khoản chuyên theo dõi vị trí máy bay riêng của vị tỷ phú này bằng cách sử dụng dữ liệu công khai đã bị Twitter đình chỉ ngay trước đó. Phó chủ tịch phụ trách các giá trị và tính minh bạch của Ủy ban châu Âu EC tuyên bố tin tức về việc tùy tiện đình chỉ các nhà báo trên Twitter là rất đáng lo ngại. Đạo luật dịch vụ kỹ thuật số của EU DSA yêu cầu tôn trọng quyền tự do thông tin và các quyền cơ bản. Điều này được củng cố theo đạo luật tự do truyền thông của chúng tôi. Bà cảnh báo thêm, có những lằn ranh đỏ, sẽ sớm có các biện pháp trừng phạt. Tuy nhiên, nữ phó chủ tịch này không đưa ra thêm bất kỳ chi tiết nào về các biện pháp trừng phạt. Hiện tại, nhà sáng lập Tesla phải đối mặt với nguy cơ bị trừng phạt từ EU. Theo DSA, các công ty có thể bị phạt tới 6% doanh thu hàng năm trên toàn cầu nếu phạm luật. Ngoài ra, EC còn yêu cầu các nền tảng công nghệ lớn báo cáo số lượng người dùng cuối đang hoạt động mà họ có trước tháng 2 năm 2023. Các nền tảng này có thời hạn 4 tháng để điều chỉnh cho phù hợp với quy tắc sau khi EC hoàn tất đánh giá số liệu. Tỷ phú Musk đã giữ chức CEO của Twitter kể từ tháng 10 năm nay sau khi mua công ty với giá 44 tỷ đô la Mỹ. Giới quan sát đánh giá ông đã gây rắc rối cho các chính trị gia và nhà hoạt động vì quyền tự do dân sự sau khi khôi phục tài khoản của những người dùng bị cấm và sa thải hàng ngàn nhân viên của Twitter.